này là mình trong quan đấy. Cái đường đi chùa Tam Chúc ở đường nào ạ? Chùa Tam Chúc ạ. Đi thẳng lên đến ngọn núi kia nha. Vâng. Quẹt phải. Vâng vâng, cảm ơn anh. Không được quẹt trái nha. Vâng, cảm ơn anh. À, ngọn núi kia. Cảm ơn cho hỏi đường đi chùa núi Trúc ạ. Đi thẳng, đi thẳng đến cái chỗ nào rẽ cơ? Ông khói. Vâng, 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 vâng. Vâng, cảm ơn. Vâng, nữa là bao nhiêu? Hơn cây. Hơn cây. Rất dài nhưng mà nó lại rất mỏng, mà với ô tô mà đè lên thì
sao? Nó chết hết rồi. Chết người ta mất tính ra thử ấy. Khổ. Thật ra khổ anh chết. Thấy có bà kia bà nhìn sợ quá. Thế là thôi. Ba vẫn để mà chết hết rồi. Mà sao họ lại cứ lấy ra đường nhỉ? Thì họ thôi. Thở cho tôi ra đường. Đây.